Vâng. Ta để làm gì để ra nick đúng không ạ? Ra quyết định. Chính xác, nếu chúng ta không ra quyết định thì chúng ta không làm được gì cả. Đúng không ạ? Chúng ta làm gì để xin nick? Việc đầu tiên là chúng ta phải ra quyết định. Và đến bây giờ chúng ta sẽ tìm những cái cách. Khi ra quyết định rồi thì chúng ta sẽ có những cái cách nào để chúng ta xuyên được đích. An lại xin mời tất cả anh chị em chúng ta cùng giao lưu. Đó. Việc tiên quyết muốn hoàn thành mục tiêu là chúng ta phải ra quyết định. Vậy thì các cái cách tiếp theo ạ, làm gì rồi để chúng ta... Vâng, xin mời anh Xuân Hương ạ. Vâng. Muốn hoàn thành tốt kế hoạch, tôi ý kiến và xin trước tiên là cảm ơn lãnh chị An cùng toàn thể các anh các chị các bác trên Zoom tối hôm nay. Câu hỏi của chị An thì rất là tuyệt vời và tôi xin được trả lời với tâm tư của tôi, đó là quyết tâm. Vậy quyết tâm là cái gì? Quyết tâm với mục đích của chúng mình là chúng ta phải hoàn thành kế hoạch của tháng. Và kế hoạch của tháng là bao nhiêu thì mình ra kế hoạch từng ngày, và cái ngày ấy là mỗi một đồng chí phải hoàn thành được 5 người. Đấy là mục đích mà chúng ta kết nối được 5 người trong một ngày thì chúng ta sẽ một tháng chúng ta sẽ kết nối được 150 người, và 150 người ấy chúng ta chỉ cần 3 người vào cùng đồng hành chúng ta thì chúng ta sẽ có đội nhóm và cũng như hoàn thành kế hoạch rất tốt và rất tốt. Tôi xin hết, xin cảm ơn các anh các chị lắng nghe. Vâng, cảm ơn anh Xuân Hương rất là nhiều. Chúng ta phải có cái mục tiêu và chúng ta phải làm sao ạ? Làm theo cái xác suất thống kê đúng không? Anh Hương đang muốn nói đến cái xác suất thống kê. Chính xác ạ. Và có một cái xác suất, có một cái thống kê như thế này ạ. 10 ngày đầu là chúng ta tập trung vào chia sẻ tuyển dụng. 10 ngày tiếp theo của tháng chúng ta tập trung vào chiến lược bán hàng và hỗ trợ hệ thống. Và 10 ngày cuối là chúng ta tập trung vào doanh số. Và muốn tập trung vào doanh số thì chúng ta phải làm tiếp những cái gì ngoài cái việc như anh Hương vừa có chia sẻ, đúng không ạ? Chúng ta phải tập trung vào danh sách người quen từ đầu tháng rồi ạ. Và chúng ta từ cái danh sách người quen đó chúng ta dựa theo cái xác suất thống kê kết nối. Anh Hương nói là kết nối 150 người đúng không ạ? Thì được 5 người. Nhưng mà như vậy thì cái xác suất thống kê chỉ là 100 người thôi. Chúng ta đã có 20 cuộc và được 5 người vào hệ thống, 6 người vào hệ thống và được một con tàu vàng. Vậy thì chúng ta làm đúng cái xác suất đó. Cảm ơn anh Hương rất là nhiều. Và tiếp theo đi ạ. Nào xin mời ạ. Làm gì để chúng ta hoàn thành mục tiêu? Xin mời cả nhà mình ạ. Nào, ai sẵn sàng chia sẻ nào? Ai sẵn sàng cống hiến? Ai sẵn sàng cho đi nào? Xin mời ạ. Chúng ta ra quyết định rồi. Và tiếp tục ạ. Cái phương pháp hành động ạ. Làm gì để đạt được mục tiêu? Bây giờ chúng ta tìm cái phương pháp hành động ạ. Đó, xin mời cả nhà. Đó, xin mời ạ. Không có ai chia sẻ à? Vậy An chia sẻ màn hình nha. Chúng ta có rồi, xin mời. Xin mời Thu Thảo. Phương pháp hành động thì chúng ta sẽ có song hành hai phương pháp, hai cách, đó chính là tuyển dụng tư vấn viên mới và đào xuống sâu nền đất cứng. Tức là chúng ta sẽ hỗ trợ các tư vấn viên của mình tuyển dụng và bán hàng, và đồng thời chúng ta sẽ là người tuyển dụng và bán hàng. Thì đấy là hai cái cách để mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu nhanh nhất. Đấy là cái cách hành động ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn.
Cảm ơn Thu Thảo. Chúng ta đang bàn đến cái việc là xuyên đích của tháng. Hôm nay là ngày 25, mai ngày 26. Vậy là còn có 5 ngày nữa thôi. À. Vậy chúng ta làm là sao để xuyên được đích. Xuyên đích cái tháng này. Đấy, xuyên đích là cái danh số đó. Đúng ạ. Thông thường ấy thì cái xuyên đích về cái doanh số cuối tháng thì vào cuối tháng thì thông thường người ta sẽ thúc đẩy cái quá trình bán hàng. Thì cái việc bán hàng của chúng ta sẽ thực hiện bằng cách một là hút, hai là đi tìm. Và có em đã chứng kiến có rất là nhiều tư vấn viên là người ta đi nhờ vả cũng có. Và người ta live stream bán hàng cũng có. Và người ta, cái cách đơn giản nhất của họ là gì ạ? Họ đi nhờ, kết nối với tất cả những người trong thị trường ấm và tìm về những cái khách hàng cũ. Tức là người ta kết nối lại với những khách hàng cũ đi chăm sóc. Thứ nhất là mình đi chăm sóc khách hàng cũ này. Thứ hai là mình tìm về các cái thị trường ấm, các cái thị trường ấm nóng và mình nhờ người ta ủng hộ. Đó, và với những cái tư vấn viên mới thì thông thường là mình có thể, tại vì CBR có rất nhiều sản phẩm để cho chúng ta đẩy ra dòng sản phẩm tiêu dùng thì ai cũng có thể đi nhờ được, đúng không ạ? Kem đánh răng, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu Bansan hoặc là những cái sản phẩm bước một chân qua cửa đấy ạ, thì người ta sẽ thúc đẩy để đẩy những cái sản phẩm nó ra thị trường và trong những cái ngày cuối tháng để hoàn thành doanh số. Cảm ơn chị An đã cho em chia sẻ và cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn Thu Thảo rất là nhiều. Vâng, có ai có ý kiến nữa nè? Chúng ta giao lưu đi, chúng ta giao lưu để chúng ta tìm ra cái phương pháp. Thực sự để tìm ra cái phương pháp để cho bản thân chúng ta và làm sao chúng ta thúc đẩy toàn bộ đội nhóm hệ thống của chúng ta hoàn thành. Xuyên được đích. Nào xin mời ạ. Xin mời ai sẵn sàng chia sẻ, bật mic, xưng tên. Xin mời. Xin mời anh chị em nhà mình đi ạ. Đó, xin mời. Phương pháp hành động ạ. Em. Ơi, xin mời. Sorry cả nhà. À, với cái chủ đề hôm nay thì rất là tuyệt vời. Cảm ơn thủ lĩnh An. Xin chào cả nhà trên Zoom. Em thì với cái em chỉ xin chia sẻ là cái những cái gì mà em đã và đang làm thì thường là khi chúng ta đã làm kinh doanh thì cái kế hoạch mà để cho chúng ta hàng tháng ấy, là lúc nào cũng em cũng có kế hoạch ngay từ đầu tháng, và để giúp ta cái quyết định cho mình nó là mình có kế hoạch, và để em thực hiện cái kế hoạch đó thì thường là em sẽ giúp những người trong hệ thống của mình họ hoàn thành mục tiêu để em được hoàn thành mục tiêu. Thì như cách mà bọn em vẫn đang làm thì cái hệ thống của em là liên tục là kết nối với nhau, vừa tuyển dụng vừa chia sẻ về sản phẩm để có được cái đích đến cuối cùng của cái hàng tháng. Đấy là cái kế hoạch và cái mục tiêu, cái đường đi của em là như vậy. Em cũng chia sẻ với cả nhà là như thế. Rồi xin cảm ơn thủ lĩnh. Cảm ơn cả nhà đã nghe. Cảm ơn thủ lĩnh Hạnh. Cảm ơn thủ lĩnh Hạnh rất là nhiều. Chúng ta làm việc đội nhóm và sao ạ? Đoàn kết và thúc đẩy. Đúng không ạ? An xin được chia sẻ màn hình để chúng ta thực sự nắm rõ hơn để chúng ta dựa vào cái gì, phương pháp hành động như thế nào. Để từ giờ chúng ta cứ dựa vào đó chúng ta hành động, và tất nhiên mỗi cái giai đoạn nó sẽ có cái phương pháp khác nhau. Nhưng đây là những cái căn bản nhất mà An liệt kê ra được ạ. Đây ạ, thứ nhất là chúng ta tập trung vào đội nhóm. Tập trung đội nhóm thì chúng ta nắm chắc chương trình phát triển kinh doanh. Đó là tập trung vào câu lạc bộ 200. Khích lệ tất cả anh chị em
tư vấn viên mới hoặc tư vấn viên đang trong điều kiện có đủ điều kiện để tham gia câu lạc bộ 200 thì khích lệ họ để làm sao tập trung để họ đạt được cái câu lạc bộ 200. Đúng không ạ? Những ngày cuối tháng thì chúng ta tập trung vào tuyển cũng được, nhưng mà cái khả năng thì nó không nhiều. Vậy thì chúng ta tập trung vào đội nhóm của chúng ta đã và tập trung vào sự kiện. Ví dụ như ngày mùng 7 tháng 11 thì tất cả những tư vấn viên đạt doanh số cá nhân là 200 điểm thì sao ạ? Chúng ta sẽ đủ điều kiện để tham gia một ngày học online game. Và cái chương trình này học thì tự An cũng đã đưa vào trong hệ thống của mình rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta tập trung vào đấy là cái thứ hai. Và cái tiếp theo là chúng ta nắm chắc chính sách trả thưởng. Nắm chắc chính sách trả thưởng để làm gì ạ? Với những người ta đã đạt được 200 điểm rồi thì chúng ta sẽ khích lệ họ thêm 100 điểm nữa thôi. 100 điểm nữa với những cái mặt hàng tổng khoảng 2 triệu 2 đến 2 triệu rưỡi. Mà họ được cái gì ạ? 200 điểm rồi, họ chỉ cần thêm 100 điểm nữa thôi. Họ được 240.000, nghĩa là mức 8%. Vậy thì chúng ta dựa vào những cái đó để chúng ta khích lệ họ. Và tiếp theo ạ, nếu họ đã được 300 điểm rồi, chúng ta khích lệ họ thêm 200 điểm nữa. Với 200 điểm nữa thì sao ạ? Họ được lên mức 10%. Đấy, chúng ta phải nắm chắc chính sách trả thưởng thì chúng ta mới làm việc được với từng cá nhân. Sau đó thì từ các cái leader trở xuống, chúng ta lại làm việc với nhánh nhóm của mình để làm sao ạ? Chúng ta hoàn thành. Và đương nhiên là hoàn thành doanh số cá nhân thì chúng ta sẽ bàn về sau này rồi, đúng không ạ? Và tập trung vào lựa chọn những tư vấn viên nhiệt huyết. Để làm gì ạ? Những người nhiệt huyết là những người sẵn sàng sao ạ? Lan tỏa, chia sẻ và sẵn sàng lăn xả vào cùng với hệ thống, vào với đội nhóm để làm sao đưa hệ thống, đưa đội nhóm và nâng doanh số của chính bản thân mình lên. Thì chúng ta sẽ tập trung vào những người thì sao ạ? Người ta màu đỏ thì chúng ta tập trung vào những cái vấn đề mà họ đang cần, họ đang khát khao. Người màu vàng cũng vậy, chúng ta dựa vào những cái nhóm màu sắc, đúng không ạ? Để chúng ta có những cái câu từ khích lệ để động viên kịp thời. Và đây ạ, chọn màu của tư vấn viên để biết cách truyền lửa cho họ. Đấy là cái mà chúng ta An xin dừng màn hình để chúng ta lại giao lưu. Đấy là cái mà phương pháp hành động đầu tiên là tập trung vào đội nhóm. Cả nhà thấy như thế nào ạ? Chúng ta tập trung vào đội nhóm, chúng ta vẫn làm thế, nhưng bây giờ An chỉ liệt kê thôi. Để chúng ta biết từng ngày chúng ta động viên khích lệ. An tin chắc là tất cả anh chị em chúng ta vẫn làm rồi. Nhưng bây giờ chỉ là liệt kê lại thôi, bởi vì những cái điều này nó là quá cũ rồi. Tháng nào chúng ta cũng phải về đích, tháng nào chúng ta cũng phải xuyên đích. Bây giờ chúng ta chỉ có phân ra thôi. Thứ nhất là tập trung vào đội nhóm thì chúng ta chỉ cần tập trung vào những cái gì? Đó. Cả nhà thấy không ạ? Chỉ cần là tập trung vào nắm chắc cái chương trình phát triển kinh doanh và nắm chắc mô hình cái sơ đồ trả thưởng để làm sao chúng ta khích lệ. Tùy từng tư vấn viên cái mục tiêu, mục đích của họ như thế nào thì ta dựa vào đó. Nếu họ chưa đạt thì sao ạ? Tìm ra cái phương pháp hành động cũng giống như mình ấy, để làm sao để họ đạt. Còn họ đạt rồi, đúng không ạ? Thì tiếp tục nâng cấp lên, đúng không ạ? Cả nhà đã hình dung ra cái việc là họ đạt 200 rồi, bây giờ chỉ cần 100 nữa thôi mà có 2 triệu 2, họ thêm 2 triệu 2, ngoài 2 triệu 2, 2 triệu dưới đi họ được 600.000, họ lại thêm được 240.000 nữa. Vậy là nếu họ bỏ 2 triệu rưỡi ra họ được bao nhiêu ạ? 600 là 840.000. Nếu chúng ta khích lệ đúng, đúng không ạ? Và chúng ta tìm những cái giải pháp thì chắc chắn thêm 100 điểm không là gì với những người như vậy. Chúng ta còn 5 ngày nữa để chúng ta làm điều đó. 5 ngày là 5 ngày trọn vẹn, nghĩa là có 10 ngày. Bởi vì chúng ta, CVD chúng ta đúng không? Làm việc mọi lúc mọi nơi, làm cả ngày lẫn đêm. Các anh các chị muốn làm giờ nào cũng được. Vậy là chúng ta tính còn 10 ngày. 10 ngày để với những người ta cũng gọi là mèng nhất đi, người ta đạt 200 rồi, đúng không ạ?
thì chúng ta cũng khích lệ làm sao họ ra 100 nữa. Có đơn giản không ạ? Và người 300 rồi thì khích lệ thêm 200 để làm gì ạ? Họ gấp đôi lên. Đúng ạ? Trong 10 ngày. Các anh các chị có làm được không ạ? Với những cái sản phẩm trước giờ thì chúng ta vẫn nói rồi, những cái sản phẩm gọi là bước một chân vào nhà khách hàng. Tất cả sản phẩm của CBD thì chúng ta đều biết rồi đúng không ạ? Chúng ta không nói lại những cái này nữa. Bây giờ chỉ thống kê lại cái phương pháp hành động. Đó. Chúng ta hành động đi theo một cái logic thì nó sẽ dễ dàng hơn. Mà tất cả là nói là để làm sao để cho chúng ta đạt được. Để chúng ta đạt được. Và ở đây là khi mọi người đạt được thì tất cả đều chiến thắng, win-win đúng không ạ? Chứ không phải là làm cho ai cả. Nếu ở đây chúng ta có một cái tư tưởng làm cho người trên hoặc làm cho bất kể ai thì chính bản thân chúng ta bị tụt hậu. Đúng không ạ? Chính vì vậy đây là cái phương pháp hành động. Đầu tiên là chúng ta tập trung vào đội nhóm. Vâng. Và phương pháp thứ hai này anh chị, tiếp theo là cái gì ạ? Tập trung vào gì ạ? À, xin mời. Anh vừa slide màn hình qua rồi đấy ạ. Là cái gì ạ? Tập trung vào đâu ạ? Anh chị em. Nào xin mời ai. Xin mời ạ. Cái tiếp theo là chúng ta tập trung vào đâu ạ? Xin mời nhà mình nào. Tập trung vào đội nhóm nghĩa là từ mình trở xuống, nghĩa là những cái tư vấn viên trong hệ thống của mình. Mình động viên, mình khích lệ và mình dựa vào những cái nắm chắc được cái chương trình phát triển của kinh của tập đoàn này. Đúng không ạ? Và cái thứ hai là nắm chắc được cái sơ đồ kinh doanh thì chúng ta tập trung vào rồi. Bây giờ tiếp theo ạ. Phương pháp hành động tiếp theo là gì ạ? Có phải tập trung vào bán hàng ạ? À, sự kiện đấy là chúng ta khích lệ, chúng ta tập trung vào cái chương trình phát triển kinh doanh đấy, là chúng ta đưa cả những cái sự kiện vào đó để làm sao để tất cả mọi người hãy có mặt ở sự kiện, bởi vì thành công là đặt mông vào sự kiện đúng không ạ? Và nếu đủ điều kiện tham gia sự kiện là tối thiểu người phải có 10 ngày cuối thì tập trung vào bán hàng. Ok, chính xác, chúng ta tập trung vào bán hàng. Vâng, tập trung vào bán hàng nào, xin mời. Em. Ai? Rồi, xin mời siêu sao bán hàng nào. Em xin chào mọi người, toàn thể các anh chị và các cô chú trên Zoom. Thì cái tập trung vào bán hàng thì 10 ngày cuối cùng ấy, thì thực ra là trong cái thời gian vừa rồi thì em cũng quá là bận. Thế cho nên là 20 cái ngày đầu gần như không làm gì, có chị An biết đấy ạ, gần như là em không làm gì, cũng chia sẻ, cũng gọi là tranh thủ hết sức để kết nối thôi ạ. Thế còn những cái thời 20 cái ngày đầu á, là em doanh số cá nhân mới chỉ đạt được có 180 điểm thôi. Thế nhưng mà chỉ 2 ngày nay là em mới kết nối và chia sẻ đấy ạ. Thì cái doanh số của em cho đến hết ngày hôm nay thì chắc chắn là hết ngày nay, ngày mai chắc chắn là cái doanh số cá nhân của em đạt 1.000. Thì đấy là cái mà cái sự nỗ lực mà trong có 3 ngày thôi để em bán hàng thôi ạ. Thì cái 3 ngày bán hàng đấy thì thực ra là cái bí quyết thì em cũng chẳng có cái bí quyết gì, nhưng mà em tập trung vào xây dựng cái nhân hiệu cá nhân ạ. Cái nhân hiệu cá nhân nó rất là quan trọng. Thế và em đã cứ xây dựng cái nhân hiệu cá nhân cho người ta đến với mình đã. Thế xong rồi và có những cái câu từ để cho người ta, để hút người ta vào. Thì đấy là cái mà chỉ có 2 ngày qua thôi mà em bán về sản phẩm 3D tóc ấy ạ, và những cái dạ dày. Thì em cũng chỉ hỏi trên Zalo và Facebook là ai muốn ai bị rụng tóc inbox em để hướng dẫn hoàn toàn bằng thảo dược thiên nhiên. Chỉ mỗi một cái câu đấy thôi, nhưng rất là nhiều người họ tự vào Zalo hoặc là Messenger người ta inbox, chứ không nhắn tin, cũng không bình luận đâu ạ. Thế thì cái đấy là cái mà, nhưng mà cứ chắc có lẽ là do 2 cái ngày đấy là do cả những người mà có duyên với em thì phải, thế nên là cứ gặp ai là em chốt được, gặp ai là em chốt được, em không bỏ qua một người nào hết. Và thực tế là những cái thời gian này nó đang rất là gấp rút nên em hoàn toàn là phải cẩn thận, em gần như là không để mất một ai để mình
mình bán cho bằng được thì thôi. Thế thì đến khi mà em chia sẻ cho đến chiều hôm nay ngày nay cũng lại rất là bận, thế xong là đến chiều tối thì 6:30 mình ở cơ quan về thì em tạt vào một cái cửa hàng bán dầu nước rửa bát đấy. Thế thì em có mua và cái cửa hàng đấy là rất là lớn ở cái thành phố của em. Thì người ta là một cái chị đấy, chị đang bị đau gối và chị cúi không được. Thế này em cũng có hỏi thăm xem là chị bị làm sao. Thế thì chị bảo là chứ em ơi, là chị đang đau với lại cái đầu gối nó cứ khô quá. Thế là bắt đầu em lại xuyên vào là ôi chị ơi, đúng như em cách đây 3 tháng em cũng bị đúng như vậy. Và khi em bước lên cầu thang thì nó cứ kêu cục 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 cục, đúng không ạ? Thế thì chị bảo ui đúng rồi, đúng cái bệnh của chị em ơi. Thế mày uống cái gì mà khỏi được? Thế là em mới đi vào mới bảo là thôi chị cứ bán hàng đi, chị cứ bán hàng đi mà em đi lựa đồ đã, xong là 5 phút em chia sẻ cho chị. Thế thì chị cứ bán hàng thật nhanh và chị lại lao ra cái chỗ của em để chị bắt đầu chị mong là em uống cái sản phẩm gì thì em chia sẻ cho chị biết. Thế là bắt đầu em cũng cứ kể chuyện của mình thôi ạ, chưa có chia sẻ ngay, cứ kể những cái câu chuyện là trước đây em cũng bị như thế và em đã được người giới thiệu cho đấy ạ. Thế thì cũng tình cờ là chị ấy bảo là thế thì em uống những cái sản phẩm cái lúc đầu tiên em uống là cái gì thì em chia sẻ cho chị. Thế là thì em lại chốt được một cái đơn hơn 2 triệu. Đấy là cái mà còn cái ngày hôm kia và ngày hôm qua là tổng thể là 14 đơn là em cũng chốt hết. Thì đấy là cái em chỉ có thời gian như vậy thôi, vì đang cái thời gian này thì em rất là bận nên là cũng đúng thật là cái đặt ra mục tiêu nhưng em chỉ hoàn thành được cái mục tiêu của bản thân mình, còn hỗ trợ đội nhóm thì cũng có hỗ trợ được mà có bạn Phượng của em là bạn ấy đang tình cờ là đang gội đầu cho khách thôi. Thế thì bạn ấy cũng bảo là ôi chị ơi, chị tóc chị cũng bị rụng nhỉ. Thế thì em có cái con bạn mà nó bị rụng tóc mà nó uống cái gì ấy mà nó hết trong có 1 tháng thôi. Thế là bắt đầu là bạn ấy kết nối lên là cho gặp cái bạn đấy thì chính là em đấy ạ. Thì em cũng chốt cho bạn ấy một đơn về cái tóc đấy. Thế thì bản thân là em thì em chưa hỗ trợ được nhiều đội nhóm vì em cũng chưa có nhiều thời gian, nhưng đấy là cái cách mà em bán hàng, em cứ xây dựng cái nhân hiệu và dần dần mình hút họ vào thôi ạ. Và mình chia sẻ thì mình cứ chia sẻ bằng những cái mà chân thành ấy. Cứ chia sẻ chân thành thì chắc chắn là họ sẽ đón nhận thôi ạ. Thì em xin chia sẻ như vậy, em xin cảm ơn toàn thể các cô chú và các anh chị đã lắng nghe ạ. Cảm ơn chia sẻ của Trần Lịch rất là nhiều. Đấy. Bạn Trung có mấy ngày, đúng là mấy hôm vừa rồi thì ra rất 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 nhiều đơn. Có những hôm mà một ngày ra 5 cái đơn. Bởi vì sản phẩm của chúng ta bây giờ là nó quá là, tức là mọi người đón nhận một cách rất là nhiều rồi. Nó không khó khăn nữa rồi, đúng không ạ? Chỉ cần người ta dùng một hộp trà thôi là người ta sẵn sàng, người ta quay lại người ta dùng. Đấy. Và chúng ta tập trung vào bán hàng. 10 ngày cuối chúng ta tập trung vào bán hàng và sao ạ? Giúp tư vấn viên của chúng ta cùng bán. Ở đây bán không phải là chúng ta đem hàng đi bán, mà chúng ta bán cái câu chuyện để làm sao ạ? Sau đó người ta đồng ý thì mở mã số cho người ta. Đấy là bán hàng đấy ạ, chứ không phải là đem hàng đi bán. Trần Lịch chắc chắn là mở cho người ta làm khách hàng thường xuyên hoặc tư vấn viên, đúng không ạ? Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta muốn phát triển hệ thống, nên ở đây không phải là đem hàng đi bán, mà kể câu chuyện. Bán những câu chuyện, sau đó người ta đồng ý thì sao ạ? Kết người ta vào hệ thống để người ta được mua hàng. Nếu mà khi mà khách hàng thường xuyên ạ, thì điểm đó thuộc doanh số cá nhân của mình. Cả nhà đã biết cái điều này chưa ạ? Khi họ là khách hàng thường xuyên thì điểm đó thuộc doanh số cá nhân của mình. Bởi vì hoàn toàn điểm đó sẽ là thuộc của chúng ta, toàn bộ phần thưởng thuộc về của chúng ta. Vậy thì cái cách bán này có đơn giản không ạ? Chúng ta không phải bỏ tiền. Chúng ta đi kể câu chuyện và giúp họ ra quyết định.
sau đó thì họ mua bằng tiền của họ. Điểm thì thuộc về chúng ta. Hôm nay em mới biết. Hôm nay em mới biết vì là em cứ thấy là cái gì mà doanh số khách hàng cái gì mà 480 mấy, còn của em là 400 bao nhiêu ấy. Thì em lại cứ tưởng là cái đấy là đội nhóm. Đấy là toàn bộ là của mình. Điểm của khách hàng thường xuyên toàn bộ là của mình. Đấy. Nên là lịch đợt mấy hôm vừa rồi là gọi là đi bán hàng nhưng chỉ là bán những cái câu chuyện thôi. Đúng không? Sau đó họ đồng ý thì sao ạ? Dùng tiền của họ thì mua sản phẩm cho họ đi chứ. Đúng rồi. Vâng. Đấy. Toàn bộ đó được tính là doanh số cá nhân của mình. Đấy. Có hay không cả nhà? Ở Siberia như vậy đấy ạ. Chúng ta không phải là có cửa hàng chúng ta mới bán được. Không phải bỏ vốn ra chúng ta mới làm được. Mà chúng ta chỉ là mồm ơi mở ra, đúng không ạ? Ăn vào, ăn sản phẩm vào thì khỏe, chia sẻ thì có tiền. Và ăn vào rồi thì sản phẩm nó không có miệng. Chúng ta thay miệng, thay sản phẩm để nói ra. Vậy thôi. Đấy, ở CBD đơn giản đúng không ạ? Cảm ơn Trần Lịch, cảm ơn sự chia sẻ của Thu Thảo, Nguyễn Hạnh. Và bây giờ, an xin slide màn để chúng ta cùng... Đây ạ. Cái thứ ba là tập trung vào bán hàng. Tập trung vào bán hàng thì sao ạ? Chúng ta có cái chiến lược bán thêm. Cả nhà mình có để ý cái chiến lược bán thêm này không ạ? Có để ý chiến lược bán thêm này không ạ? Bán thêm nghĩa là chúng ta chăm sóc khách hàng cũ để chúng ta bán thêm sản phẩm cho họ. Ví dụ những ngày đầu tháng chúng ta dùng những sản phẩm nhỏ để chúng ta bước một chân vào nhà khách hàng. Thì đến thời điểm này là chúng ta quay lại chăm sóc, tất nhiên là chăm sóc ngay những ngày đầu tiên rồi, và bây giờ chúng ta chăm sóc để giúp họ ra quyết định dùng thêm combo hoặc là dùng cho cả gia đình. Đấy, như hôm nay An cũng dùng cái chiến lược này bán thêm được mấy bộ ba này, mấy lọ Novomin này và mấy lọ Mama Sweet này. Đó. Chúng ta chăm sóc đi, chúng ta hỏi thăm. Đúng không ạ? Em bé dạo này chuẩn bị đi vào học sắp sửa là nhập trường rồi đúng không ạ? Mà ở nhà cả một cái thời gian dài như vậy. Thế bây giờ đến trường thì sao ạ? Chế độ ăn ngủ nghỉ bởi vì em bé cấp 1 mà. Thì sao? Đấy, mình chăm sóc họ như vậy, chăm sóc con họ như vậy chỉ cần nói. Thì người mẹ nào cũng lo đúng không ạ? À, đợt vừa rồi ở nhà cháu ăn uống gì nọ kia, bây giờ quay lại trường cũng đang lo đây. Vậy thì có sản phẩm tăng miễn dịch và sản phẩm kích thích em bé ăn ngon miệng. Lá chắn bảo hộ con bạn, bạn có sẵn sàng không? Tất cả chúng ta dùng cái chiến lược bán thêm này là phải trao quyền lợi cho khách hàng và để khách hàng là người lựa chọn. Chứ chúng ta không giới thiệu thêm sản phẩm mà hãy tìm cái nhu cầu của họ. Đó. Ví dụ như An hôm nay bán thêm cái bộ ba. Đúng không ạ? Thì họ đang dùng các cái sản phẩm khác rồi. Thì bây giờ An chỉ nói là thời điểm này là thời điểm có thể dùng cái sản phẩm nào thải độc mạnh hơn cho cơ thể của bạn rồi. Lý do làm sao ạ? Chúng ta có rất nhiều các chất độc hại từ trong tế bào mà những cái sản phẩm được rồi nó không lấy được hết từ trong tế bào ra. Vậy thì sao ạ? Bạn đã thấy khỏe rồi, thấy năng lượng rồi, bây giờ bạn có sẵn sàng làm sạch tuyệt đối cái căn nhà của bạn, đó là cái ngôi nhà của bạn không? Vậy thôi. Thế thì chị ơi có cái gì? Thêm cho em đi. Đó. Cả nhà thấy không ạ? Cái chiến lược bán thêm này rất rất là quan trọng. Cái chiến lược tiếp theo là chiến lược gây sức nóng cho sản phẩm. Gây sức nóng cho sản phẩm là như thế nào? Cả nhà thấy sản phẩm của mình có nóng không ạ? Rất nhiều sản phẩm hết hàng. Có sản phẩm như bộ ba này, như Novomin này, vừa đưa lên kệ, nửa tiếng sau, một tiếng sau đã hết. Vậy thì chúng ta dùng những câu chuyện thật này chia sẻ với những khách hàng cũ. Chúng ta gọi cho họ, nói hỏi thăm xem sản phẩm họ dùng đến đâu rồi. Và hỏi là nhà họ những người xung quanh như vậy đi làm cái giai đoạn COVID này thì họ có những cái gì bảo vệ. Đó. Và gợi ý ví dụ người ta đang dùng bộ dạ dày xương khớp thì bây giờ mình gợi ý là đó, trong cái bộ đó có cái sản phẩm Novomin đó, đúng không ạ? Bảo vệ cho anh chị và người nhà anh chị rất tuyệt vời khi cái mùa COVID hoặc là ở ngoài Bắc thì thay đổi thời tiết nóng lạnh đúng không ạ? Nó tăng cái miễn dịch rất là tuyệt vời.
Thế người ta đâu có biết đâu, mình còn nói về tăng miễn dịch cho họ khi mà mình đưa cái bộ sản phẩm kia đâu, đúng không ạ? Và họ bảo thế á, thế thì bây giờ nhà tôi thế nọ thế kia, bảo vâng, vậy thì nhà anh có mấy người ạ? Đúng không ạ? Nhà chị có mấy người? Nhà tôi có 4 người. Vậy thì em chỉ còn đúng có 4 lọ thôi. Em có mấy lọ nhưng em chỉ dành cho anh chị 4 người, 4 lọ trước đã dùng hết rồi em lại gửi đến anh chị sau được không ạ? Vậy là đương nhiên mình tạo cái sức nóng như vậy thì làm sao người ta chả đón nhận, đúng không ạ? Vâng, gửi cho tôi mấy lọ đi. Và An cũng nhờ cái tạo sức nóng này, nói thật mà An bán luôn được cả 10 lọ canxi. Canxi rất là hiếm, nếu không nhanh chóng thì đang uống dở lại phải dừng. Thế thôi, lấy luôn 10 lọ đi. Cả nhà thấy không ạ? Đấy. Và cái việc tiếp theo là chúng ta phải sao chép cho toàn bộ đội ngũ chúng ta cách làm và như vậy là chúng ta đã tăng doanh số bán buôn. Cả nhà có hình dung ra cái việc này không ạ? Khi chúng ta sao chép cho cái việc toàn bộ đội ngũ, đây An đang sao chép cho tất cả anh chị em chúng ta đây ạ. Cái chiến lược bán thêm và chiến lược gây sức nóng cho khách hàng, sao chép cho tất cả các anh các chị. Và các anh các chị, khi các anh các chị bán hàng thì cái doanh số của hệ thống F68 sẽ tăng lên, vậy là doanh số bán buôn tăng lên. Cả nhà có đồng ý điều đó không ạ? Có đúng không ạ? Khi chúng ta sao chép thì sao ạ? Chúng ta tăng hẳn doanh số bán buôn. Đó. Trước giờ thì chúng ta vẫn làm, nhưng chúng ta làm theo một cái, nghĩa là vẫn là về đích, vẫn làm sao phải tăng bán hàng, vẫn là dùng các cái sản phẩm bước một chân vào nhà khách hàng. Nhưng những cái ngày cuối cùng này về đích rồi, chúng ta không thể nào mà đi tuyển dụng được. Khi chúng ta chia sẻ câu chuyện, đúng không ạ? Ví dụ như Lịch đấy, trong 2 ngày thôi, Lịch chia sẻ được 7 đơn, nghĩa là 7 người vào hệ thống, là khách hàng thường xuyên. Nó sẽ dễ hơn rất nhiều cái việc là chúng ta đi tuyển dụng. Cả nhà có đồng ý như vậy không ạ? Nếu ngày hôm nay từ giờ đến cuối tháng chúng ta chia sẻ những câu chuyện để khách hàng sẵn sàng trải nghiệm vài thứ gì đó, nó dễ hơn rất nhiều. Mà đặc biệt ở CVD nó có một cái lợi thế mà thực sự là đúng là nó nhân văn đến mức không còn một cái gì nhân văn hơn. Chúng ta có thể mở cho khách hàng, bởi vì những ngày cuối tháng này họ, chúng ta không thể nào nói đến cái câu lạc bộ 200 cho họ được, bởi vì họ đã dùng sản phẩm đâu mà họ biết, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cứ mở cho họ khách hàng thường xuyên. Sau khi chăm họ, họ dùng ok rồi, đúng không ạ? Thì bắt đầu kể những cái lợi thế khi người ta chuyển thành tư vấn viên để làm sao ạ? Tham gia vào câu lạc bộ 200 này. Sau 3 tháng liên tục duy trì thì được thưởng 1 triệu 6 này. Sau 6 tháng thì được 4 triệu 6 này. Và hơn thế nữa là chúng khi người ta chia sẻ được cho bất kể ai đi theo, đi đồng hành cùng người ta thì người ta có những cái lợi thế như thế nào. Đó. Chỉ có ở Siberia mới thay đổi được cái gọi là chính cái quyết định của mình. Quyết định đầu tiên tôi chỉ là khách hàng thông minh thôi. Nhưng sau vài ngày tôi thấy, à đây là cơ hội của tôi. Tôi sẵn sàng chuyển sang tư vấn viên. Sao ạ? Đến một thời điểm nào mà tôi không thích làm tư vấn viên, tôi lại về khách hàng thường xuyên, khách hàng thông minh. Có ở đâu gọi là nhân văn như thế không ạ? Không có một cái gì ép chúng ta cả. Anh các chị thấy sao ạ? Có tuyệt vời hay vô cùng tuyệt vời ạ? Thực sự An rất là nể phục những cái đầu của các nhà kinh tế học, họ làm ra cái sơ đồ này để làm sao cho tất cả anh chị em chúng ta, tại sao mà vào đến CVD, kể cả ai mới vào chưa kiếm được tiền đều vui vẻ, bởi vì không có sức ép, chỉ là từ phía công ty tập đoàn, từ đội ngũ không hề có sức ép cho chúng ta, chỉ là chúng ta mong muốn ra quyết định và chúng ta hành động thôi. Và khi chúng ta mong muốn ra quyết định hành động thì sao ạ? Có cả một hệ thống ủng hộ và đồng hành. Nó có tuyệt vời hay trên cả tuyệt vời ạ, các anh các chị? Càng nghĩ càng ngấm càng thấm ạ. Đúng không ạ? Và sao ạ? Lịch bảo ôi chị ơi, dạo này em toàn tuyển được khách hàng thôi, em chưa tuyển được tư vấn viên. Bảo không sao cả. Rồi chúng ta lại tuyển từ họ lên tư vấn viên. Nó còn chắc hơn rất nhiều khi mà họ vào tư vấn viên họ chưa biết cái gì. Được không ạ? Chúng ta làm thêm một công đoạn nữa không sao cả. Và lại không mất cái cơ hội câu lạc bộ 200 cho họ khi họ chưa sẵn sàng. Còn những người nào sẵn sàng rồi thì đương nhiên họ vào để họ chiến, họ lấy thêm các cái phần thưởng khởi động nhanh, 4 triệu 2, 15 triệu, 25 triệu. Và sao ạ? Mà tất cả khi chúng ta nói là sao ạ?
tăng doanh số, hoàn thành mục tiêu, nhưng là phải giúp, phải làm sao mục tiêu đầu tiên của họ đã, của tư vấn viên đã, chứ không phải ép bằng mọi cách để làm ra mục tiêu, để hoàn thành mục tiêu của chúng ta đâu. Với CVD là không có như vậy đâu nha. Tất cả với khách hàng cũng phải làm sao thỏa mãn với họ. Với tư vấn viên cũng phải là thỏa mãn với nhu cầu thực tế của họ. Thực sự chỉ có ở CVD thôi ạ. Đấy. Và An xin chia sẻ thêm màn hình một chút, sau đó thì anh chị em chúng ta cùng thảo luận ạ. Đây ạ. Với người mới, chúng ta hoàn thành sao ạ? Xuyên đích bằng phương pháp hành động nào? Chúng ta sẵn sàng mở miệng ra, công bố mình kinh doanh với đối tác của Nga và mời anh chị em ủng hộ và mở hàng. Ở đây chúng ta không phải đi bán thuốc, mà chúng ta lo là mời người ta mua thuốc, nghĩa là mong người ta ốm. Mà đây là chúng ta đi chia sẻ những cái sản phẩm tiện ích trong gia đình. Đó là sữa rửa mặt, kem dưỡng, dầu gội, kem đánh răng ABC. Vậy thì chúng ta mở miệng ra thôi, công bố với tất cả những người xung quanh. Tôi bắt đầu kinh doanh với đối tác của Nga và mời họ ủng hộ, giống như Thu Thảo chia sẻ đó. Và đương nhiên, người mới thì cần làm cái việc trên để hoàn thành doanh số cá nhân. Và đồng thời chúng ta lạp thêm kiến thức để chia sẻ, thuyết phục hơn. Còn nếu kiến thức mà chưa đủ thì nhờ người hướng dẫn. Đấy, ở đây chúng ta làm việc đội nhóm. Còn với người cũ thì sao? Hoàn thành doanh số cá nhân và làm tất cả các bước ở trên. Cả nhà thấy hôm nay sao ạ? Sâu chuỗi lại như vậy thì anh chị em chúng ta thấy nó có còn khó khăn nữa không ạ? Còn khó khăn trong việc xuyên đích nữa không ạ? Cả nhà thấy còn khó khăn không ạ? Ai thấy vô cùng dễ rồi sẽ bật mic chia sẻ nào. An rất mong muốn cái sự chia sẻ của bài hôm nay chúng ta chỉ có như vậy thôi. Bởi vì ví dụ như là dùng làm sao ạ, dùng những combo vài trăm, vài triệu, vài đấy đến các sản, các đến mọi nhà thì nó là cái giai đoạn trước rồi. Thì bây giờ chúng ta không dùng cái chiến lược đó để xuyên đích nữa, mà chúng ta dùng cái chiến lược mới này để chúng ta xuyên đích. Được không ạ? Nào, ai thấy nó vô cùng dễ thì bật mic chia sẻ nào. Xin mời. Vâng, em xin chia sẻ. Xin mời Mai Hằng. Vâng. Em thì mới, em xin chào cả nhà và chào toàn thể mọi người trên Zoom. Em mới nói chung là xây dựng hệ thống thì cũng chưa xây dựng được, nhưng mà những ngày cuối tháng đây em cứ mục tiêu đi bán hàng. Và hai ngày nay em đã chốt được, bán từng sản phẩm nhỏ thôi, nhưng mà hai ngày nay em cũng chốt được 4 khách hàng. Và một khách là chuẩn bị mở khách hàng thường xuyên. Cái là ngày mai là sẽ đặt hàng cho 4 khách, nhưng chỉ bán từng sản phẩm nhỏ thôi. Ví dụ như là một lọ Vision Box, hoặc là một bộ ba thanh lọc, hoặc là một lọ Novamin, cho từng người một vậy. Chỉ có vậy thôi, em xin hết. Chiến lược của chúng ta là mở rộng thị trường. Đấy là chiến lược mở rộng thị trường, đúng không ạ? Bởi vì tất cả chúng ta làm, mục tiêu là không phải để đi bán hàng, mà mục tiêu là mở rộng thị trường, nghĩa là bước một chân vào một khách hàng để mở rộng thị trường, đúng không ạ? Bởi vì ở đây là chúng ta xây dựng hệ thống. Chỉ cần những khách hàng như vậy thôi, họ dùng và chúng ta chăm họ, gợi thêm những cái nhu cầu trong những cái ngày giao lưu chia sẻ tiếp theo, thì đương nhiên họ sẽ vào hệ thống chúng ta. Và chúng ta vẫn dùng những cái xác suất thống kê, đúng không ạ? Trong 2 ngày 4 người dùng sản phẩm. Các chị thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu chúng ta không mở miệng ra thì có ai dùng không ạ? Cảm ơn chia sẻ của Mai Hằng rất là nhiều. Xin em mời xin chia sẻ. Thấy bật mic ra rồi. Dạ. Cảm ơn chị đã cho em chia sẻ. Hôm nay em chia sẻ với cả nhà. Thật tình là cứ em học được cả cái buổi Zoom
hầu như tối nào là cứ nghe buổi Zoom là vừa này thật sự là em rất nghiền, nhưng mà càng học thì em cảm thấy được rằng là mình tiếp thu được nhiều cái mà nhiều người cho mình kinh nghiệm được, để mình làm sao mà thứ nhất là mình nói chuyện với bạn của mình kể từng cái câu chuyện một mà người ta tin. Thế là hôm nay em có một cái niềm vui thế này. Hôm trước em đặt tất cả các cái mặt hàng là về sản phẩm cho tóc đó. Thì hôm nay em, bởi vì em nghĩ rằng là tất cả cái hình tượng của mình nó quan trọng lắm, em gội đầu thật sạch rồi em sấy tóc lên, và dầu là vì trong dịch cho nên em chưa tìm trong này chưa cắt tóc được. Đấy là em bắt đầu em đi đến giao hàng cái sản phẩm đó thôi cho họ thôi, là em chỉ tóc luôn, đây sản phẩm cụ thể luôn và chỉ luôn cho mọi người, đây là cái người của em ăn uống rất là kỹ và em đã dùng được thải độc được rồi, cho nên là cơ thể em gần như là rất là lành, cho nên là khi em uống vào là nó tóc em nó ra luôn, là tóc non và nó đen luôn. Hay mọi người, em ơi chị biết rồi, bởi vì thế này này, không chỉ là mỗi em tóc của em đấy như vậy chị nhìn trực tiếp của em đâu, mà chị nghe từ xưa đến giờ bảo rằng là cái sản phẩm của Nga tốt lắm em ạ. Mà đặc biệt là hay ở chỗ là chị gái em lại là bác sĩ nữa chứ, cho nên là em nói người thật việc thật, lại là bác sĩ chia sẻ nữa là chị tin lắm luôn. Em dùng đi. Thế là hôm nay em đi giao hàng về được 8 hộp hair nail đó, thì mọi người đang còn đặt thêm em tiếp. Em mà nhớ nhá, nhớ là lấy cho chị 2 hộp rồi đi. Chị muốn đẹp thường xuyên thì sau này chị bổ sung thêm nhà chonoron để nó tăng cái tiết tố. Em nhớ đặt cho chị. Xong rồi một khách hàng này, em ơi có sản phẩm gì của Nga em cứ giới thiệu cho chị với, sao em ít giới thiệu cho chị thế? Trời ơi chị ơi chị, cái sản phẩm này thích lắm. Em chồng em ngày 20 tháng 10 chồng em tặng cho em 2.170.000 mà 78.000 mà dùng được nguyên cả tháng gì ạ. Mà uống vào là cái da nó không phải là mình phải đẹp từ bên trong. Bây giờ cũng phải là thứ nhất là cái vòng 1 nó cũng tăng, thứ hai là bổ sung chất dinh dưỡng từ kẽm, sắt, magie như vậy. Em ơi, em lấy cho chị 2 hộp được không? Giờ em đang ngồi đặt hàng xong, 2 hộp beauty sam luôn. Đấy. Thế là đầu tiên là em nghe chị Thái này bảo, em Huyền ơi, em mà cứ phấn đấu đội nhóm của em nhá. Em cố gắng phấn đấu cứ 3 tháng liên tục là em lấy 200 điểm đi, để em được hưởng 3 tháng là em được 1.600.000 sản phẩm đấy. Rồi 4 tháng là 6 tháng thì em được 4.500.000. Đầu tiên em nghe là cái điểm đó có lẽ viển vông với mình lắm. Xong đến khi em đạt được cái điểm đó rồi, thì xong rồi đến là chị Thái là đồng viên em một câu là Huyền ơi, em cố gắng đi chứ đội nhóm em cố gắng làm sao mà em lên được 2.500.000 là em được hưởng 19%, được 5.000.000 đấy em ạ. Em cứ nghĩ là có lẽ viển vông vô cùng luôn. Em nghĩ thôi chị ơi, từ từ thì em không áp lực cho bản thân mình đâu. Thế là không ngờ mà trong 3-4 ngày này là em bây giờ cái số điểm của em tính lên là được gần 3.000 điểm luôn đấy, chứ không phải là 2.500.000 nữa đâu. Đấy. Thế vì sao? Em chỉ cần đơn giản thôi. Em đang ngồi nói chuyện bạn hỏi thăm em, ô lâu ngày mình khỏe. Đấy bắt đầu. Ô mày bữa nay bị không dòng khan luôn, bữa nay sao vậy? Ô trời ơi bữa nay Huyền uống cái này hay lắm này, chỉ cần cái sản phẩm này và vừa trị được cái xoang mà, vừa được cái viêm họng của Huyền luôn này, chỉ có Novomin với Imnovobook với một cái tra thảo dược số 4 thôi. Mà nó được lắm. Trời ơi, làm cho Minh liền đi. Giờ bạn có muốn đỡ không? Bạn muốn đỡ như thế thì thứ nhất là ưu đãi cái công ty sẽ giúp cho mình là 25% trừ thuế. Thì bạn chụp cho mình cái chứng minh nhân dân mình đặt cho nó rẻ. Trời ơi, thế là bạn cảm ơn em. Thứ nhất là em giới thiệu bạn được vào CVG, sản phẩm của mình. Thứ hai là mình là hướng dẫn được cho bạn là khách hàng thường xuyên, để sau này là bạn có ý tư tưởng là bạn sẽ vào giống như em là tư vấn viên. Đó. Thế em cứ đi đến đâu em cũng chia sẻ người thật việc thật. Em cứ nghĩ là người thật việc thật là trên hết. Đấy. Mà luôn luôn là mình giới thiệu khách hàng ngày hôm nay vậy. Đi là mặt thật đẹp, dù bịt khẩu trang nhưng mình vẫn phải bôi phấn, bôi son một xíu. Thế là mọi người nhìn trực tiếp hàng mình luôn, thấy họ rất là mừng. Đó. Hôm nay em chia sẻ với mọi người là trong tháng này em mới vào đúng đến ngày hôm nay nữa là 27 ngày là em bắt đầu vào tiếp xúc với sản phẩm và được gặp và học cả cái buổi Zoom hôm nay. Thì đây là cũng cái bước đầu. Em rất là cảm ơn đầu tiên là chị Thái anh Đồng đã là cái người mà hướng dẫn giới thiệu cho chị gái của em là chị Dung, là làm bác sĩ tại bệnh viện 40 năm nay rồi đó, hiện nay về hưu và cũng chị cũng dùng sản phẩm và chị Dung tốt là chị giới thiệu cho em. Và đến bây giờ là một hôm mà cách đây khoảng 2 ngày thì bạn của em bị ung thư đó, thì đến khi em cũng nhường sản phẩm cho bạn em để dùng trước thì bạn em mất ngủ hoàn toàn luôn. Và đến bây giờ là ông chồng cứ cảm em rối rít là trời ơi mới uống được có một ngày thôi Huyền ạ, à, mà vợ của anh là mất ngủ thường xuyên triền miên cả tháng nay rồi, mà mới uống con Novomin của em với cái new Neurovision
mà ngày thứ hai là đã ngủ được rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm lắm luôn đó. Thế em cảm thấy là thứ nhất là mình làm được cái niềm vui, mình vừa lan tỏa được mọi người, mà vừa lại là mọi người, mình vừa làm được điều thiện mà lại mình lại có lộc được. Đấy là một cái niềm vui mà em cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Em cảm ơn hôm nay thì buổi học hôm nay em cũng cảm ơn anh Đồng, chị Thái, chị Dung, và đặc biệt rất cảm ơn rất nhiệt tình đó là chị An. Có những cái khách hàng của em mà những cái bệnh nặng mà em không biết làm sao, em phải nhờ chị An tư vấn qua Zalo, và bạn của em cảm ơn rất là nhiều. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn và chúc mừng Mai Huyền. Thực ra là như thế này, khách của Mai Huyền cũng được, nhưng mà nếu đấy là khách hàng của Mai Huyền là quá tin tưởng tuyệt đối vào Mai Huyền rồi, đúng không ạ? Còn chúng ta cũng không nên phân tích bất kể những cái thành phần trong sản phẩm, được không ạ? Chúng ta chỉ nhìn ví dụ như này, hôm nay họ đang dùng các cái sản phẩm về xương khớp mà họ đang ở cái độ tuổi khoảng hơn 40 thì sao ạ? Kiểu gì chúng ta cũng làm sao cho nổi bật cái cơ thể của chúng ta lên là da rẻ, bởi vì ai uống sản phẩm Siberi sau một thời gian da rẻ cũng rất là đẹp. Thì sao ạ? Người ta sẽ hỏi mình là tại sao mình khác thế. Thì mình nói là sao ạ? Em dùng thêm cái sản phẩm để làm sao cho cái da nó đẹp hơn. Nó đơn giản lắm, ngày có viên, hai viên thôi. Nghĩa là chúng ta đừng nói về thành phần. Đừng phân tích bất kể cái gì. Được không ạ? Như vậy ấy, thì một cách sẽ tự nhiên hơn. Còn những cái Mai Huyền nói khách hàng tin, bởi vì khách hàng tin tuyệt đối vào Mai Huyền, không có nghĩa là các anh chị em khác khách hàng không tin, mà mỗi người người ta sẽ đón nhận một cách khác nhau, nhưng cách đón nhận cái cách tự nhiên nhất thì người ta sẽ dễ gọi là chấp nhận nhất, đúng không cả nhà? Ví dụ các bạn chỉ cần chia sẻ như thế này thôi, những anh chị không phải chuyên môn chỉ cần chia sẻ như này thôi ạ. Đi trao một hộp tóc, đúng không ạ? Ví dụ như vậy, Huyền đi trao một hộp tóc, đúng không ạ? Thì Huyền kể về những cái mà em dùng tóc này, em thấy như thế này, và bây giờ em dùng thêm cái này, em thấy thế này. Từ đấy hôm qua, hôm kia em mới đi dùng cho một cái chị mất ngủ lâu năm rồi, ABC đấy, dùng có 2 ngày thôi. Mà bây giờ, nghĩa là mình tìm hiểu nhá, người ta đang mất ngủ. Mình kể câu chuyện về người mất ngủ. Không nói thành phần gì trong đó cả, bởi vì đã có một bạn làm ở tập đoàn khác đi tuyển An thì bắt đầu khiêu khích cái việc là khi mà tất cả mọi thứ An đưa ra nha thì họ không thể làm gì được mình rồi, thì bắt đầu họ khiêu khích cái việc là như thế này, nếu anh chị em không cẩn thận, mà đặc biệt các anh chị em mới mà không có chuyên môn ấy là rất sợ này. Thứ nhất là họ khiêu khích là thế sản phẩm của chị nhiều, tập đoàn chị nhiều như thế thì cái gì là cái chủ đạo. Mình ngồi lúc mình bảo chị chả thấy cái gì là cái chủ đạo, bởi vì cái nào dùng vào với có những cái giá trị riêng và giá trị rất nhanh. Giá trị đến với cơ thể rất nhanh. Thế nhưng mà để mà ở đây có một cái cấp 3 bằng sáng chế đó là sao ạ? Bộ ba thanh lọc. Thế trong đấy có bao nhiêu thành phần? Mình biết là bạn này bắt đầu soi rồi. Hỏi lại luôn. Thế bên em có một sản phẩm thôi. Thế cái sản phẩm đấy được có bao nhiêu thành phần? Bắt đầu bạn đọc phải ra. Xong bạn rồi, đấy chị thấy không? Bên em có một sản phẩm thôi, nên là thuộc được các thành phần, thuộc các công dụng của nó, chứ còn gần 200 sản phẩm như bên chị ấy, làm sao mà tuyển được người, những người không có chuyên môn như bọn em, lấy đâu ra mà thuộc được các thành phần? Bảo em ơi, chị là người có chuyên môn, chị cũng có thuộc thành phần đâu mà sao chị vẫn phát triển được? Bởi vì những nhà nghiên cứu, nhà khoa học người ta đã nghiên cứu rồi. Và ở đây không phải là thuốc. Nên là không phải cân đong đo đếm theo miligam. Chính vì vậy làm sao ạ? Chị chỉ biết nhá. Đây là chị có chuyên môn, chị cũng nói luôn này. Ở bộ ba thanh lọc, nó tổng gồm 43 vitamin và khoáng chất. Nhưng đây là chị nói thôi. Còn tất cả tư vấn viên của chị không nói với họ, không dạy họ, không bảo họ là đi học thành phần đâu. Lý do là chúng ta không phải là nhà chuyên môn và đây không phải là thuốc Tây y. Nghề của chúng ta là nghề kể những câu chuyện và phải là câu chuyện thật. Em thấy sao khi mà một sản phẩm của em đi vác cho từ già đến trẻ và chữa được bách bệnh? Ai tin? Để khỏe mạnh thì chị tin, nhưng để chữa bệnh thì đừng nói. Còn các sản phẩm của chị cũng vừa để khỏe mạnh, nhưng làm sao nó có một cái cơ chế?
nó có sự phối hợp. Tại sao đến bác sĩ không bác sĩ nào cho một bệnh nhân một loại thuốc? Bởi người ta cũng phải dựa vào các cơ chế chứ. Thế bắt đầu bạn ấy không làm gì được, bắt đầu bạn ấy quay sang, bạn ấy hỏi mấy thứ nữa xong rồi đứng dậy là đi về. Cả nhà thấy không ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta cứ nói về thành phần lấn sâu vào thành phần ấy là dễ bị người ta đập lại đấy. Người ta bảo ui rồi thành phần nữa kia tôi không làm được, ABC đúng không ạ? Tuyệt đối chúng ta hạn chế chia sẻ về thành phần. Chúng ta chỉ kể câu chuyện thôi. Ví dụ nha, thấy người đó mất ngủ đúng không ạ? Thấy chồng hoặc mẹ chồng hoặc là mẹ, nghĩa là đến nhà giao hộp tóc hỏi thăm thêm đúng không ạ? Bởi vì làm sao ạ? Chúng ta giúp họ ra cái ấy đấy ạ. Chiến lược là sao ạ? Chiến lược bán thêm đấy ạ, đúng không ạ? Chúng ta giúp họ thêm những cái sản phẩm khác thì chúng ta dùng những câu chuyện. Chúng ta đến này, chúng ta trao sản phẩm hoặc là chúng ta gọi điện hỏi này. Hôm nay dùng chưa, ngày mai dùng chưa này, xong rồi hỏi là gia đình như nào, bởi vì lúc đấy có sự thân thiện hơn rồi, đúng không ạ? Bố chồng, mẹ chồng nếu ở cùng thì hỏi thăm này, chồng như thế nào này, ABC. Kiểu gì lúc đấy người ta cũng tâm sự hết với mình. Ngày hôm đấy mình chưa nói gì đâu, ngày hôm sau mình hỏi chuyện đúng không ạ? Mình hỏi chuyện bắt đầu mình lại kể là đấy, hôm trước tớ giao một cái người bị viêm gan chẳng hạn đấy, người ta dùng đến hôm nay cái kết quả tốt. Thì bởi vì hôm qua mình đã nghe được câu chuyện của chồng người ta rồi. Thế là người ta ô thế có sản phẩm đấy à? Chứ hôm đấy người ta kể đừng đưa luôn nhá. Ôi cái này tốt lắm, cái kia tốt lắm, là chúng ta mất cơ hội. Người ta lại nghĩ là à mình đang ép à. Cả nhà đồng ý cái việc này không ạ? Nghĩa là chúng ta hỏi thăm họ, thăm hỏi họ. Chúng ta vẫn có cái chiến lược là bán thêm. Nhưng chúng ta hỏi thăm họ để lấy cái tình cảm đã, để biết hết các cái nhu cầu của họ đã. Sau đó ngày hôm sau nữa chúng ta vẫn hỏi họ xem họ dùng như thế nào. Sau đó kể cái câu chuyện là mình mới giúp một khách hàng. Hoặc là trên Zoom này các anh các chị nghe, mà ở đây hoàn toàn là câu chuyện thật nhá. Ở đây chúng ta không quảng cáo mà chúng ta bán những cái câu chuyện. Đúng không ạ? Mới giúp một người này bị hiện tượng đầy bụng chướng hơi và hoặc là men gan như thế này, họ uống bây giờ như thế này. Thế là họ ô thế chồng tôi cũng bị đấy, hoặc là như đúng không ạ? Có cái gì giúp tôi với? Thì lúc đấy là nhu cầu của họ hay là mình là người đi bán ạ? Và lúc này nếu mà họ chỉ vì cái một hộp mà Paden Light đấy mà họ chưa mở mã số thì lúc này chắc chắn họ sẽ mở mã số, bởi vì họ còn muốn cho cả chồng họ uống. Thì kiểu gì mình cũng kết họ vào được, đúng không ạ? Hãy hỏi thăm này, kéo họ gần về mình này. Và đây là cái chiến lược mà thực sự mà An tận dụng tối đa để ra kết quả hàng ngàn điểm một tháng. Chứ công ty không yêu cầu bán hàng lên An cũng dẹp hết các cửa hàng đi rồi, nhưng An vẫn bán được hàng. Vì sao ạ? Cứ khai thác thôi. Và trao cho họ cái cơ hội họ được mua với giá gốc ưu đãi. Vậy là cứ một tháng họ ít nhất có những người mua 500 điểm cho gia đình, 300 điểm, 200 điểm, 100 điểm, có người mấy chục điểm. Đó. Đấy là cái mà chiến lược bán thêm. Các anh chị em, đây là một cái chia sẻ. Thực sự là mong muốn là sau đó chúng ta chia sẻ, sao chép toàn bộ xuống, đội ngũ từ mình trở xuống. Cả nhà có đồng ý không ạ? Tất cả anh chị em nếu mà ai mà không thực sự cần phải tắt cam ấy, thì hãy mở cam ạ. Bởi vì mở cam có cái sự tương tác. Hôm nay An không thông báo rộng rãi vì chỉ mong muốn là trong hệ thống nhóm của chúng ta ai và thông báo muộn. Lý do là chờ mãi xem bác Minh có đăng không. Chính vì thế bác Minh không đăng Zoom thì biết là nhà bác Minh bận. Thế thì An mới bắt đầu đăng. Đây là em cũng có cái câu chuyện để chia sẻ là cái bán thêm đấy ạ. Em bán về cái sản phẩm tóc ấy, thì thường là tại vì em thấy là nghe được cái câu chuyện của cô Tuyên hay gì đấy ở bên Đài Loan ấy ạ, là vỗ vào tóc là sẽ làm chặt chân tóc và nó không rụng nữa. Thế là em cũng tư vấn thêm, thế thì em cứ tư vấn thêm là chị ơi, cái sản phẩm hair này thì là nó rất là tốt rồi. Khi mà chị uống lại, chị cảm nhận được là toàn những cái mùi của thảo dược thôi. Thế thì chị có muốn trải nghiệm thêm một cái sản phẩm là để mình chỉ có việc gội xong nhá,
chị uống rồi, nhưng mà đấy là cái tốt từ bên trong ra rồi, nhưng mà bên ngoài mình cũng sẽ bổ sung thêm cho nó để vào cái chân tóc ấy ạ, thì nó sẽ chặt hơn và sau này tóc nó không bị rụng gãy nữa. Thì chị có muốn không? Thế thì họ lại hỏi là cái sản phẩm gì thế em, thế bảo là thì nó cũng chỉ là cái sản phẩm là tinh dầu thảo dược của các loại thảo dược thôi ạ. Thì nó rất là tốt, ngoài ra thì nó rất là nhiều công dụng, nhưng mà chị nói chung là chị cứ phải trải nghiệm, chứ còn em nói ở đây thì nó rất là khó. Thế thì mà nó không đắt đâu. Thì chị trải nghiệm hai cái sản phẩm đấy thôi, về cái tóc thôi. Thì sau đó là nếu chị cảm thấy là nó có tác dụng rồi thì em sẽ nói với chị về những cái tác dụng tiếp theo của cái tinh dầu đấy. Thì chị có muốn không thì em sẽ gửi cả. Thế thì họ gần như là đã chốt được cái 3D tóc thì cũng sẽ chốt được cái lọ tinh dầu đấy. Đấy thì là từ hôm nọ nay em bán là em cứ kèm theo combo là như vậy. Thì có người thì là sẽ chốt là hai hộp 3D tóc và một lọ tinh dầu đấy ạ. Thế còn lại là những cái sản phẩm như là xương khớp và dạ dày thôi. Thì đấy là cái mà em bán hàng, cái chiến lược của em từ hôm nọ đến nay đấy ạ. Thì em cũng chỉ bước một chân vào nhà khách hàng bằng những cái sản phẩm nó nhỏ như vậy thôi. Thì như đến hôm qua thì một chị là mua cái một 3D một tinh dầu rồi, nhưng mà sau đó là em có chỉ đăng duy nhất một cái hình là gel xoa tan mỡ đấy ạ. Thế thì lại là em ơi mày có cái cả cái này à em. Thế bảo ôi chị ơi em có 150 sản phẩm cơ mà. Thế thì chị cứ trải nghiệm nguyên cái sản phẩm tóc đấy đi, rồi chị rồi dần dần chị cũng sẽ được trải nghiệm những cái sản phẩm tiếp theo. Thế chị bảo là không không không, ta muốn lấy luôn, tiện thì gửi luôn đi. Thế là lại em lại bán được một cái xoa mỡ đấy ạ. Thì em cứ từ chối, xong là chị lại lấy, chị bảo không không cứ bán, cứ đưa chị đi. Thế lại em bảo chị còn một cái sản phẩm mà nó còn có cái tác dụng mà chị cảm nhận được ngay trong ngày cơ, chị có muốn không? Đấy là một cái sản phẩm mà em có thể khẳng định luôn, từ sáng đến trưa thôi là chị đã cảm nhận được rồi. Thì chị cái sản phẩm đấy nó mới là độc đáo đấy. Hay là chị bỏ lại cái xoa bụng đi ạ, em sẽ cho chị trải nghiệm cái sản phẩm đấy trước. Thế thì đến lúc chị bảo vậy thì cả hai, thế là 4 sản phẩm nhá, mày gửi luôn cho chị ấy thì chị còn dùng. Thế là em lại bán thêm được một cặp cái trà dâu gâu. Thế là hôm nay cái sản phẩm đấy là đã lên đường rồi ạ. Hôm nay nhờ thủ lĩnh, hôm nay thì em phải nhờ thủ lĩnh Chiến mất một số đơn, vì là em không có thời gian, là một với hai nữa là cái mạng đây nó chán quá, như tối hôm qua thanh toán mãi không được, thế là hôm nay phải nhờ thủ lĩnh Chiến ạ. Và cái đơn hôm trước thì đơn hôm trước 200 điểm thì đã về rồi, và hôm nay em đã giao được cho cái chị đấy cái chị sướng. Tí nữa em sẽ hỏi thăm xem cái từ chiều đến giờ đến xem dùng trà như thế nào. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn chia sẻ của Thanh Lịch. Cả nhà thấy không, sản phẩm của chúng ta vô cùng dễ. Và đặc biệt chúng ta luôn luôn ở cái tâm thế làm sao ạ? Xác định là giúp đỡ, chứ không phải đi bán, không phải đi ép, không phải đi mời. Còn cái việc tư vấn viên nhờ ấy, nhờ làm sao để chúng ta có cái cách mở miệng dễ nhất thôi ạ. Là tôi mới kinh doanh một mặt hàng của Nga, đúng không ạ? Nó gồm rất nhiều những cái sản phẩm tiện dụng trong gia đình anh chị, và với giá thành thì nó vô cùng hợp lý. Từ hơn 100.000 thôi, các anh các chị gọi là mở hàng cho lấy may mắn được không ạ? Đấy, các tư vấn viên mới chỉ nói thế thôi. Người ta đã biết mình bán cái gì đâu. Đừng nói là ôi tôi bán sản phẩm này chăm sóc sức khỏe, chữa được bệnh nọ, chữa được bệnh kia. À, từ xưa giờ mình đang làm một cái nghề này, mà mày đang làm nghề này, tự dưng bây giờ mày lại đi quảng cáo à? Thôi không mua, lỡ nó lại lôi kéo mình vào, đúng không ạ? Người Việt Nam mình luôn luôn đề phòng, bởi vì họ bị rất nhiều các cái hãng khác. Chính vì thế chúng ta hãy
những người mới có thể đi nhờ. Nhưng nhờ theo đúng cái cách như vậy ạ. Tôi đang, hoặc là em bắt đầu kinh doanh một cái hãng gồm các sản phẩm của Nga. Mình cứ nói các sản phẩm của Nga phục vụ các cái nhu cầu thiết yếu trong gia đình. Mà những cái sản phẩm đấy chỉ từ hơn 100 ngàn đến 2-3-400 thôi. Các anh chị ủng hộ mở hàng cho em nhé. Ồ. Người ta thấy là 1-2-3-400 lại sản phẩm thiết yếu và nhu cầu em đảm bảo khi anh chị dùng thì thực sự nó xứng đáng với đồng tiền bát gạo, mà thậm chí nó còn hơn với cái giá trị đồng tiền anh chị bỏ ra. Ồ hay, nói như vậy thì người ta có ủng hộ không ạ? Còn lại nói là em đang bán những cái hàng này à, chăm sóc sức khỏe, hoặc là ôi anh chị ơi bị bệnh này à, dùng cái này chữa đi, bị bệnh kia dùng cái này chữa đi. Người ta sợ luôn ạ. Cả nhà đồng ý việc đấy không ạ? Nếu mà nói cũng là nói như thế, nhưng mà em đang bán nhờ gần 200 sản phẩm chữa được nhiều bệnh lắm. Rõ ràng mình mới uống có 1-2 sản phẩm, mới thấy cái công dụng như thế này thôi mà dám khẳng định là mà lên Zoom được 2-3 lần thôi. Đúng không ạ? Mà lại nói là ôi dồi, nó chữa được nhiều thứ lắm. Ơ, xưa giờ chị thấy em đi bán quần áo. Ơ, xưa giờ chị thấy em làm công nhân. Ơ, xưa giờ chị thấy em làm cô giáo. Sao bây giờ lại đi bán hàng? Dịch bệnh khó khăn quá hả em? Chết rồi. Bây giờ chúng ta hãy nói là đúng không ạ? Kinh doanh các cái sản phẩm thiết yếu trong gia đình của anh chị. Mà các sản phẩm này của Nga, giá thì rất phù hợp, từ hơn 100 ngàn đến 1-2-300 gì đó. Nghĩa là tùy ý mình nói, đúng không ạ? Và em tin chắc chắn rằng anh hoặc chị khi dùng thì sẽ muốn quay lại dùng thường xuyên. Em đảm bảo là như vậy. Thế làm gì có ai không bỏ 1-2-300 ra để ủng hộ chúng ta? Đấy là những người mới thôi. Còn những người cũ thì chúng ta không làm theo phương pháp đấy, đúng không ạ? Chúng ta làm một cái phương pháp theo kiểu những cái ngày cuối tuần, cuối tháng này chúng ta sẽ về đích bằng cách làm sao ạ? Chăm vào đội nhóm, dựa vào những cái mà An vừa sâu lên. Và tiếp theo là sao ạ? Gọi là chiến lược bán thêm, hoặc là chiến lược sản phẩm nóng. Sản phẩm nóng cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Có đúng là nóng hay rất nóng ạ? Bỏng tay ấy chứ ạ? Ví dụ Novomin. À, khi mà người ta đang dùng một bộ về xương khớp đúng không ạ? Hỏi thăm người ta uống. À hôm nay. À một cái vấn đề hỏi thăm nữa. Khi hỏi thăm nhá. Đừng bao giờ hỏi là anh đã khỏe chưa? Chị đã khỏe chưa? Hãy hỏi thăm người ta cái như thế này ạ. Người ta dùng bộ dạ dày thôi. Giống như hôm nay. Khách hàng của An dùng. Em ơi. Mẹ dùng đã thấy hiện tượng nóng rát dạ dày hay là nóng cổ họng chưa? Đờm ra được nhiều chưa? Ôi chị ơi, mẹ em rất khó chịu, em đang định gọi điện hỏi chị đây. Mẹ em đờm nó vẫn chưa ra được, mà nó đang gọi là nó đờm nó lên rất nhiều nhưng nó chưa ra được. Mà bây giờ mẹ em kích ứng ho nhiều lắm, em có cho ngậm cái Dory được không? Ô tuyệt vời. Đấy là một phản ứng tích cực. Chị đang định hỏi xem là mẹ có bị ho nhiều hơn không, mà nóng rát dạ dày hơn không. Bảo có. Mẹ em đúng như thế chị ạ. Thế thì bây giờ em cho ngậm Dory nhớ, có phải uống kháng sinh không? Bảo không, bởi vì mẹ em là trào ngược kích ứng chứ không phải bị viêm nhiễm cái gì cả. Bởi vì mẹ bạn ấy bị rất nhiều năm rồi, HP còn dương tính nữa. Uống rất nhiều kháng sinh đến nỗi người ngồi cứ ủ rũ như này, khi ăn ra mệt lắm, trông cháu nhưng cứ ngồi như này, không làm gì được. Nhưng đến khi uống được 5 ngày, ăn cầm cái hộp trà số 4 ra để cho bà uống. Để làm sao? Nếu mà nha, cho người ta dạ dày xong đưa thì người ta hộp trà hô hấp ngay ấy, thì người ta bảo ô, sao lại cho uống trà hô hấp? Nhưng mà lần trước đã hỏi, nghĩa là sau ngày thứ tư dùng thì đã nói là mẹ em nhiều đờm không long được, bắt đầu ăn cầm hộp trà ra. Thì bà hỏi bà, cô ơi, cô thấy cái dạ dày nó nóng nhiều hơn, cô thấy đờm nhiều hơn. Nhưng cô thấy có mệt không? Không mệt, bởi vì trước đấy rất là mệt, nhưng bây giờ mình cho super vitamin rồi, Novomin rồi đúng không ạ? Đó, Nim Defen rồi, thì đương nhiên là hết mệt rồi, đúng không ạ? Không mệt. Ở vậy thì hôm nay cô uống cho cháu nha. Và hôm nay bạn ấy uống, ngày hôm nay là ngày thứ hai bạn gọi là mẹ em ho nhiều hơn.
Và thế mà em đã đờm, đã long ra được nhiều chưa? Đừng bao giờ hỏi khỏe chưa, đừng bao giờ kể cả tóc nhỏ mọc được chưa nhỉ. Ok. À, về tóc có thể hỏi là à, mấy hôm nay dùng rồi thì có thấy tóc nó, những cái tóc yếu nó rụng ra nhiều hơn không? Mấy hôm nay dùng rồi thì cái tóc yếu nó có đẩy thải độc ra, cái những cái tóc nó lửng lơ, nó đang yếu quá, nó có đẩy rụng ra nhiều hơn không? Có người bảo không thấy, bảo à thế thì chắc tóc của bạn bắt đầu chắc lại ngay rồi đấy. Còn có người bảo ui đúng rồi, tôi rụng nhiều lắm. Bảo đúng rồi, nó rụng nó mới đẩy được cái chân tóc lên, nó mới mọc được tóc mới. Ok, cái tóc mới sẽ là cái tóc khỏe mạnh cho bạn. Còn nếu bây giờ chúng ta nói nhỉ, hết rụng tóc chưa? Làm sao mà trả lời được đúng không ạ? Mỗi người một cái cơ chế khác, mỗi người một cái đón nhận, tiếp nhận khác nhau. Đấy, cái cách hỏi cũng rất là quan trọng ạ. Bởi vì chúng ta phải hỏi dựa theo những cái phản ứng tích cực của sản phẩm. Ở trong tay tất cả anh chị em chúng ta đều có những cái phản ứng tích cực của sản phẩm rồi đúng không ạ? Đúng hay rất đúng ạ? Chúng ta đều có hết rồi đúng không ạ? Và cái cách hỏi chúng ta dựa vào những cái phản ứng tích cực. Ví dụ người bị dạ dày thì bao giờ hỏi là nóng rát dạ dày, nóng rát cổ họng chưa? Thấy chưa? Còn người về xương khớp hỏi là đã thấy hiện tượng đau nhiều hơn chưa? Đúng không ạ? Người có vấn đề về gan hoặc là mỡ máu các thứ hỏi là đã thấy mẩn ngứa nhiều chưa? Hoặc người thải độc thì là sao? Đi ngoài phân hôi hơn không? Đó, mình phải dựa vào những cái đó để mình hỏi phủ đầu ngay. Nhưng người ta chưa thấy gì bảo, vậy thì dùng tiếp đi, sẽ có cái giai đoạn như vậy. Còn như ví dụ của bố của Bảo Yến hôm nay ấy, nhá, hôm trước đã nói rồi là dùng bởi vì ông bị vẩy nến à, rất là lâu năm rồi và chắc chắn là nó sẽ lột lên lột xuống, lột lên lột xuống một vài ba bốn năm lần thì nó mới hết được. Thế hôm nay nó sùi lên, nó ngứa là cái chuyện đương nhiên thôi đúng không ạ? Nhưng chúng ta vậy cũng phải có cái cách gọi là trấn an họ ngay từ đầu bằng những cái câu hỏi là chắc chắn bạn muốn khỏi, bạn phải qua cái con đường đó. Bởi vì tôi biết là bạn sẽ qua cái con đường đó nên tôi mới hỏi. Thì người ta sẽ tin hơn rất là nhiều đúng không ạ? Cũng là cái câu hỏi, câu chăm sóc khách hàng. Đấy là An xin chia sẻ với tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay. Còn 5 ngày nữa, 5 nhưng chúng ta nhân lên thành 2, thành 10. Bởi vì sao chúng ta làm CVD, làm ngày, làm đêm, các chị muốn làm giờ nào thì làm. Chúng ta xác định còn 10 ngày. 5 nhưng nhân 2 là 10. Đúng không ạ? Nào, bao nhiêu các anh các chị sẵn sàng là xuyên đích? An tin chắc là tất cả mọi người xuyên đích hết. Với những cái chiến lược này, xuyên đích hết. Rồi, cảm ơn cả nhà và chúc mừng chị Nhiên Đài Loan đã xuyên đích K6. Vô cùng tuyệt vời. Chị Hồng đã xuyên đích K5. Đúng không ạ? Em xin cảm ơn Thủ Ninh và cảm ơn tất cả hệ thống của chúng ta đã cố gắng và đã cho chúng em được một cái cơ hội CPG. Vâng. Xin cảm ơn Thủ Ninh. Đủ duyên, đúng không? Đủ duyên thì được đón nhận và đủ phúc thì chúng ta đón nhận xong chúng ta đi tạo phúc. Đúng không ạ? Vâng, và chúc mừng rất nhiều các anh chị em ngày hôm nay đã xuyên đích. Ví dụ như Mai Hằng. Mai Huyền đúng không ạ? Mới đầu là 200 điểm thôi. Mơ hồ làm sao mà đạt được 200 điểm. Xong cuối cùng xong 200 điểm, chị Thái nhân một phát lên 2.500 điểm. Và đến hôm nay chị An nhìn vào là ship 3.000 rồi. Ngày hôm nay mà đặt nữa là 3.000 rồi đúng không ạ? Trong có mười mấy ngày. Kết quả thật nó là chân lý. Bởi vì bạn dùng và ai thì ai đầu giờ có cái câu hỏi Mai Hằng này hỏi luôn Mai Huyền, hỏi luôn chị Mai Huyền. Cái việc mà chị từng chỉ có mấy ngày thôi là cái họng của chị ấy, chị cũng bị thanh quản giáo viên mà giọng khàn đấy. Đấy, chị dùng có mấy sản phẩm đấy thì Mai Hằng có thể hỏi chị Mai Huyền thêm mấy phút. Đấy, kết quả thật này, chúng ta lên đây được giao lưu kết quả thật luôn này. Đấy, vì cái kết quả đó nên là mới sẵn sàng, đúng không ạ? Vâng, em cũng hỏi chị Huyền xem chị Huyền dùng cái sản phẩm gì để em chia sẻ cho khách với ạ. Khách của em là bị viêm thanh quản. Xin mời Mai Huyền. Em dùng đơn giản lắm, em dùng có 3 sản phẩm mà. Thứ nhất là em lấy để cho chị nhìn cái sản phẩm em uống luôn nha. Dạ, để cho chị nhìn luôn. Thông qua cái việc là tổ chức các hoạt động viêm thanh quản,
nó đều ra. Cái đây, cái này vừa trị được viêm thanh quản luôn mà vừa xoang luôn là chị ạ. À. Thứ nhất là em đi giáo viên nhưng mà em bị kia u thanh quản ở trong này, bác sĩ bắt em mổ lâu rồi đó. Mà em dùng cái Novomin này này, em chỉ uống có 5 viên mỗi buổi sáng thôi. Novomin em uống vào buổi sáng 5 viên. Sau đó là em uống một gói Immunobox đây. Immunobox đây là một gói, em chỉ uống có một gói thôi. Rồi em dùng thêm mà hộp trà số 4. Hộp trà số 4 thì em một lần em pha như vậy là hai gói. Hai gói là mỗi lần học Zoom thì em cứ dùng cái gói mà pha lại, có nghĩa là mình em chắc hết cái nước của nó luôn. Em uống. Đơn giản. Và trước khi đi ngủ á thì em xúc bằng cái dầu balsam này, xúc em xúc miệng em nhả ra rồi xong rồi còn một số khoảng con một lai khoảng một hộp nữa thôi thì em uống luôn. Thì sáng sớm nó là sẽ đẩy hết, nếu như bị dịch nhầy nó nhiều thì nó sẽ đẩy ra hết, khoảng mất phải 15-20 phút là mình nó đẩy tổng đơm ra rất là nhiều. Nhưng em chỉ dùng mới đúng là đúng cái thật là cái sản phẩm này nó về em đúng là có 5 ngày thôi mà nó hiệu nghiệm lắm, do chắc là do cơ thể của em nó hấp thu nhanh đó. Và sau đó là em chia sẻ cho bạn của em cũng bị xoang, nó cũng hiệu nghiệm như thế luôn. Đấy, xoang thì bạn em nó nhỏ được trực tiếp với cái này. Hôm em học Zoom á, là nghe một bác sĩ kia bảo là buổi sáng á, rất là hay, nó bảo là mấy người bảo là kỳ, nhưng mà ông vì ông bác sĩ luôn, ông ở đau mắt và ông bị xoang là ông nhỏ trực tiếp vào luôn thì nó rất là nhanh, chấp nhận chịu ráp một xíu. Cái này cái đơn của em là vừa dùng được cả viêm họng, vừa dùng được cả xoang đó, là chỉ thêm một gói trà nữa thôi, là từng này rẻ thôi, chỉ có 1 triệu bạc chứ mấy. Em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn Mai Huyền đó. Kết quả thật là chân lý tại sao chúng ta vào Zoom, bởi vì vào Zoom chúng ta sẽ được đón nhận tất cả những cái gì thật nhất và kết quả thật nhất. Với cái Mai Huyền cũng có sẵn sàng như thế này này, với mỗi người cái đáp ứng nó sẽ khác nhau, nhưng tuy nhiên nếu mà chúng ta cho dùng ít sản phẩm thì chúng ta tăng cái liều lên, có thể ngày là 10 viên Novomin và 2 gói Immunobox, đúng không ạ? Và chúng ta dùng dầu balsam, trà thì từ 2 đến 4 gói tùy nha. Và chúng ta cứ mạnh dạn, ở đây không phải là thuốc tây nên chúng ta cứ cho khách hàng chúng ta trải nghiệm những cái gì mà họ mong muốn. Vâng, cảm ơn cả nhà. Buổi Zoom hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Gặp lại cả nhà vào buổi Zoom sáng mai. Hôm nay thì nó có đột xuất nhưng mà rất là vui, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau chia sẻ và bàn luận về phương pháp hành động để tiên. Cả nhà thấy buổi Zoom hôm nay có ý nghĩa không ạ? Ai có cảm nhận về buổi Zoom hôm nay ạ? Em xin vâng, cảm ơn tất cả anh chị em. Chúng ta cùng ngủ ngon và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào buổi Zoom sáng mai. Là ai anh chị em nào mà tham gia câu lạc bộ